Ok, hello và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kidin TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái vlog tiếp theo. Yeah. Thì lâu quá chúng ta không quay trở lại với cái dàn cá cảnh phía sau lưng mình rồi. Đây, cái dàn cá cảnh này của mình sau đầu một năm vắng bóng, mình đã không quay nó rồi anh em à. Tại vì kênh mình không muốn làm về nó nữa nên là không quay nữa. Và hôm nay một tin mừng các bạn chính là dàn cá cảnh, dàn pet chúng ta đã quay trở lại. Nhưng mà có một điều là cái dàn nói chung là nó bị phế vật đi rồi anh em ơi. Nó không có còn VIP như hồi xưa nữa. Tại vì mình giải tán hết đám đông rồi, mình lo chơi game các kiểu hồi điểu, rồi đi học các kiểu hồi điểu, các kiểu hồi điểu, nên là mình không có thời gian mình quay mấy cái vlog về nó, cũng như là các kiểu hồi điểu, nên là bây giờ một số lượng cá nó đã bị vơi bớt đi rồi. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại, mình quay thử cho các bạn xem coi nó còn những gì và có những thứ mới gì. Ok, let's go. Ngày hôm nay thì mình có cá thả tượng, cá hồng két và dàn thí sinh đã được remake lại của mình, và một bé ba ở trên đây anh em ạ. À, anh em có thấy là cái hộp này là nó trên đây. Còn hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái clip feeding bầy cá của mình với cái xô cá này mình mới vớt của mình đây anh em ạ. Để giờ nữa mình thử làm vlog vớt mấy con cá này cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ feeding nó với mấy con cá nha anh em. Lâu quá không cho cá thả tượng ăn rồi, biết nó có nhớ anh em hay không. Con này thì cũng được 5 tuổi đó nên là nó xuống con. Cá thả tượng này phải gọi là nó. Ê kìa, nó văng ra ngoài rồi nè. Kệ nó, ghê không? Con cá này nó ăn ỉa nhiều quá, cái bụng của nó thực ngầu luôn. lát. Con cá dính đây nè. Ừ. Ơi bà lát rồi. Ơi, bà xuống luôn rồi kìa. Ơi, đừng có dính. Ôi, anh em thấy nó ăn chưa? Đây, tôi có con siêu to khổng lồ anh em à. Đó, to chưa? Khoái liền. Ăn này cưng. Vô. Ơi, con cá nó ấy rồi. Rồi, ăn luôn rồi. Kìa, nó ngậm cái ấy trong mồm đó kìa. Nó nuốt rồi. Ui, yeah. Anh em thấy nó ăn phê không? À, quá phê ăn luôn. Đây anh em ơi, feed đi nó cái. Lâu quá không cho nó ăn, giờ nó yếu xìu, ốm nhách lắm nhôm. Xuống cưng. Rồi, nó văng vâng, ngoài. Vẫn còn ăn mồi. Vẫn còn sức đi chơi. Nhưng mà hơi yếu rồi. Cái gì vậy? Nó yếu rồi. Rồi nó ăn không được, nó nhả ra luôn kìa trời ơi. Rồi, nó nuốt rồi. Không, nó nhai. Nó húp như húp mì vậy đó. Anh em nhìn mặt nó nè. Nhìn mặt nó giống như đang cười. Nó như phê cần này. Tiếp đến sẽ là feeding thành viên mới chúng ta. Thành viên này hình như mình chưa giới thiệu đúng không ta? Con ba đúng không ta? Siêu to khổng lồ. Ôi, nước nó giờ hài anh em ơi. Do giờ này tôi không thai á. Anh nhớ bữa nó có ba lớn nha. To thế. Xuống ăn con. Okay. Sao nó hụt đầu vô rồi? Chắc là nó đang ngủ. To lắm luôn á. Đây, anh em nhìn nó gục đầu vô nhìn hài không? Quá nhìn đúng hài luôn á nha. Nó có góc đầu nhìn hại quá, nó đang ngủ á. Thức dậy con ơi. Rồi, thanh niên này chắc gặp máy quay mắc cỡ rồi. Gặp máy quay mắc cỡ rồi. Vậy nó không chịu dậy luôn rồi. Nó gặp máy quay nó mắc cỡ rồi. Hai. Nó gặp máy quay nó mắc cỡ rồi anh em ạ. Nó không chịu ăn luôn. Thôi anh em ơi, bữa nay nó mắc cỡ rồi anh em ơi. Rồi. Anh em thông cảm cho nó nha. Bệnh tuổi già, ngủ bệnh... luôn. Ngủ ngay. Thôi, để đây rồi khi nào rảnh thì nó sẽ ăn. Bây giờ thì mình cất nó đây. Ba. Cất nào nó lên đây nó sẽ tự động nó ăn thôi anh em ạ. À. Ơi, lúc đầu ra nè. Rồi, giờ nó đói rồi đó. Em mới quay mắc cỡ rồi, không thấy mới quay nó đã quyết định ăn một cách ngon. Ok, tôi sẽ cho anh em xem dây chậu bà siêu to khổng lồ. Nó nói dài nguyên một khúc lên trên luôn nè anh em thấy không? Rất dài. Hôm bữa mình đem nó cắt có chút xíu à. Nhưng mà hôm nay nó rất là dài rồi anh em ạ. À. Anh em nhìn nè. Hay ghê không? Siêu to, siêu dài luôn, dài lên tới trên này luôn, nó bò. Dạo nữa anh em nhìn nó bò ra tới qua này luôn anh em ơi. Nó bò ra tới lên trên này luôn nè. Quá trời. Rồi, feeding nó đi. Ok. Em cho hơi nhiều quá. Đó, cá lên ăn anh em. Giờ hiện tại tôi chỉ còn nuôi nhiêu đây thôi. Khi nào rảnh tôi sẽ nhập về một số dòng cá VIP hơn. Tại giờ tôi nghèo rồi anh em ơi, anh em không donate nghèo rồi. Ồ, quá trời ha. Còn đâu thì... Khi nào đi học về chúng ta ngắm nhìn sương sương mấy em này cũng ok.
Ok, cũng giải tỏa căng thẳng nữa buồn. Ôi sung thế. Ê, nó lú gà kìa. Trời ơi cái đầu bự vậy. Anh em nhìn nó thấy giống cái đầu cu không? Đi chan cái đầu cu à. Đi quên cho Ali ăn nữa. Ha. Cho Ali ăn giùm anh đi. Rồi. Ý dính với chầu bà rồi. Đây. Oh my shit. Đó, đó nó cắn cái kinh khủng anh em ạ. Kìa mấy con kia trốn. Nó cắn nó xé không à, chứ nó gọi lại khi nào chết rồi nó mới ăn. Beta. Đây. Có em này sung nhất. Đây. Em đây. Này là em sung nhất của tôi rồi. Đang không tay. Ô. Oh. Rất kinh khủng anh em thấy không? Đẹp ha. Em này là em sung nhất rồi. Mấy con này sung lắm. Lâu quá không chơi với mấy em này. Nhớ lắm anh em ạ. Chỉ còn lại ba em duy nhất thôi. Rồi, gốc của chúng ta chỉ còn lại nhiêu đây thôi anh em ơi. Con tôm cũng ngẫm luôn rồi. Thì con nó cũng ngẫm lâu lắm rồi mà mình không có quay clip nữa. Nên là không anh em không biết được. Hiện tại gốc này của mình có thể sẽ bị càng quét nhanh thôi. Nên là khi nào còn update được thì mình sẽ update cho anh em xem. Bây giờ thì bye bye. Nhớ ấn nút like and subscribe nha các bạn. Bye bye.